Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Công an truy tìm kẻ sát hại mẹ vợ và vợ cũ ở Hải Dương. Ngày 25 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông báo truy tìm Dương Đình Luyện, kẻ đã sát hại mẹ vợ và vợ cũ hôm 23 tháng 6 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 23 tháng 6 năm 2024 tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Quá trình điều tra xác định Dương Đình Luyện, 39 tuổi, thường trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh. Người thực hiện tội phạm hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu điều tra. Luyện có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B2-70686. Mọi thông tin cung cấp có giá trị cho việc bắt giữ sẽ được xét thưởng. Nếu ai cố tình che giấu đối tượng, phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 24 tháng 6 trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo phường Văn An thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương cho biết nạn nhân thứ hai cũng là vợ cũ của nghi phạm trong vụ án mạng trên đã tử vong. Vào chiều ngày 23 tháng 6, do mâu thuẫn, Dương Đình Luyện 39 tuổi, trú thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương, điện thoại gọi vợ cũ là chị TTNA tên viết tắt về nhà nói chuyện. Sau đó Luyện chạy ô tô bán tải màu xanh chưa rõ biển số đến nhà bà H tên viết tắt mẹ ruột của chị TTNA ở phường Văn An, thành phố Chí Linh. Tại đây, Luyện đã dùng hung khí sát hại bà H và chị TTNA. Sau đó, Luyện lái ô tô rời khỏi hiện trường. Ngay sau sự việc, hai mẹ con bà H bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do vết thương nặng, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà H tử vong. Đến hơn 23 giờ, chị A cũng đã không qua khỏi. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Văn An, Luyện và A đã ly hôn và họ có một con chung. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an thành phố Chí Linh khẩn trương truy bắt Luyện. Hai vợ chồng và con gái bị sát hại, Công an truy bắt người con rể. Trước đó, vào ngày 25 tháng 1, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến ba người trong gia đình bị sát hại. Nạn nhân bị tử vong là hai mẹ con. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Nghi phạm là Hoàng Văn Lan, 46 tuổi, trú huyện Yên Thành, đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo người dân, khoảng 8 giờ sáng 25 tháng 1, nghe tiếng kêu cứu và tiếng khóc lớn từ gia đình ông Thái Duy Lai, bà Nguyễn Thị Phiên, trú xóm Sơn Phú, xã Đồng Thành, người dân sống gần đó đã chạy đến kiểm tra. Khi đến nơi, người dân phát hiện ba người trong nhà bị sát hại. Theo đó, vợ của Lan là chị Thái Thị Tính, con gái bà Phiên, đã tử vong ở sân. Bà Phiên tử vong trong nhà, còn ông Lai bị thương nặng. Ngay sau đó, ông Lai được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm là con rể Hoàng Văn Lan bỏ chạy khỏi nhà bố mẹ vợ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Đồng Thành có mặt bảo vệ hiện trường, giúp người bị thương và báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Thành. Được biết, Lan vừa chấp hành xong án phạt tù vừa trở về địa phương, đã ly thân với vợ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An sau đó tiếp tục điều tra vụ án. Người chồng sát hại vợ đã ra đầu thú. Ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đối tượng Mai Văn Hà, sinh năm 1968, trú tại thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi giết vợ là bà Trần Thị Hương, sinh năm 1973, trong đêm ngày 11 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 6, sau khi uống rượu tại nhà một người đàn ông ngụ cùng thôn, trong cuộc rượu có con trai ruột là Mai Văn Mạnh, sinh năm 1990, ngụ thôn 3, xã Phúc Trạch. Đến khoảng 21 giờ, ông Hà rời khỏi nhà hàng xóm, đi đến nhà anh Mạnh để trông cháu. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, khi thấy con trai đã về, ông Hà cũng chào đón con cháu để đi về nhà. Người đàn ông khi trở về nhà thì biết vợ là bà Trần Thị Hương bán con nghé của gia đình mà không bàn bạc, hỏi ý kiến chồng nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hà lấy cây rựa có sẵn trong nhà lại gần bà Trần Thị Hương đang ngồi trên giường rồi chém nhiều nhát vào đầu, cổ bà Hương. Hậu quả bà Hương tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hà rời khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê đến hiện trường để điều tra, truy xét nghi phạm. Đến 6 giờ ngày 12 tháng 6, Hà đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để truy tố nghi phạm theo quy định. Nguyễn Văn Thuật, 43 tuổi và chị Lê Thị Thu Liễu, 40 tuổi, sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2018. Trưa ngày 27 tháng 2 năm 2023, hai vợ chồng tổ chức đám giỗ tại nhà, đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì nghỉ. Dọn dẹp xong, Thuật vào trong phòng ngủ, nhưng cả hai xảy ra cãi vã vì người vợ ghen với một cô gái đến dự đám giỗ. Trong lúc cãi nhau, người vợ cầm dao đe dọa và dùng nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm Thuật. Đến khoảng 23 giờ 40 phút, khi chị Liễu đang ngồi dọn dẹp, do có ý định giết vợ, nên Thuật lấy một đoạn dây dù từ phía sau, siết cổ chị này bất tỉnh, rồi đưa lên nệm. Thuật lau người, thoa dầu, thay đồ cho chị Liễu, rồi nằm xuống dưới bên cạnh ngủ. Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, Thuật dậy thấy chị Liễu vẫn còn nằm im, tư thế như ban đầu, thì biết rằng chị này đã chết, nên tìm cách tạo hiện trường giả. Sau khi phi tang đoạn dây dù, Thuật khóa cửa nhà từ bên trong, rồi leo cửa sổ rời khỏi nhà. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 2 năm 2023, Thuật quay về nhà. Do cửa nhà vẫn khóa, nên leo vào trong bằng cửa sổ, đến chỗ vợ nằm, rồi hô hoán để che giấu hành vi giết vợ, rồi nhờ người chở đến công an xã Hàm Hiệp trình báo. Quá trình điều tra, Thuật luôn khai báo quanh co và nhỏ giọt, không đúng với thực tế hiện trường vụ án. Tuy nhiên, qua giám định tử thi, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân chết do ngạt cơ học. Ngoài ra, các vết thương trên cơ thể của nạn nhân do hai loại hung khí vật tày và vật sắc tạo ra. Dù liên tục chối tội nhưng căn cứ kết quả giám định pháp y tử thi cùng các tình tiết liên quan, 3 tháng sau ngày xảy ra vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án và đến ngày 2 tháng 6 năm 2023 ra lệnh bắt giam Thuật. Tại cơ quan điều tra, Thuật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận đã giết vợ. Ngày 11 tháng 1, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 15 năm tù đối với Thuật về tội giết người. Theo tòa, bị cáo thành khẩn khai báo đã bồi thường thiệt hại, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, bị hại có một phần lỗi nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Thuật đã kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt vì không cố ý giết vợ và cho rằng vợ cũng có một phần lỗi vì chửi mắng xúc phạm đến Thuật và gia đình Thuật. Người đại diện hợp pháp cho bị hại cũng kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo, cho rằng hàng ngày Thuật đi sớm về khuya và thường đánh đập vợ và Thuật giết vợ với động cơ đê hèn. Ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử trực tuyến phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuật, 43 tuổi, trú Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, y án sơ thẩm 15 năm tù về tội giết người. Theo hội đồng xét xử, hành vi sử dụng dây dù siết cổ giết vợ chỉ vì mâu thuẫn thường xuyên trong cuộc sống chung như vợ chồng nêu trên, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt là có tính chất côn đồ và án sơ thẩm đã tuyên là có cơ sở. Ngoài ra, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại do không có chứng cứ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!